bốn nhỏ đồng phân. Bốn nhỏ đồng phân, không có thức phân tử khác cũng tồn tại. Đồng phân cùng công thức phân tử khác cũng tồn tại. Thế thì giải cái đồng phân của amin này thì chúng ta sẽ giải theo phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn mấy bạn mới học thì cũng học sinh như thầy 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn ở trong đó nó có yêu thì sẽ lại cái đấy. Tại sao lại là 3, 4, 5, 2, 4, 8. Chứ bây giờ không thể làm học lại nữa. Có cái này thì không cần phải đi phương pháp thì nó dòng đi vào làm luôn. Lấy ví dụ luôn. Đấy luôn. C4. Nắp bây giờ thế nào muốn là amin no đơn hỏi thì là C4H bao nhiêu? Mình nhanh C4H bao nhiêu? No đơn hỏi. No đơn hỏi. 11. Đấy, cẩn thận. C4H là cộng 3 mà. Đúng chưa? Có bao nhiêu phần? Khi bất kỳ có một cái câu hỏi là bao nhiêu đồng phân amin, trong đầu đấy phải chạy cho thầy thứ nhất là amin cộng 1, thứ hai là amin cộng 2, thứ ba là amin cộng 3. Thế còn nào nó hỏi là bao nhiêu đồng phân amin cộng 1, bao nhiêu đồng phân amin cộng 2, bao nhiêu đồng phân amin cộng 3 thì mình tách được cả nhá. Bây giờ nhắc lại chút là bậc 1 là mình biết là nó có giải thế nào, xong rồi nó có 2 đúng không? Chỉ có hiểu R R 2. Vậy anh C4H11R này cũng được giải R R 2. Cho R 2 lên ngoài C4 vẫn giữ nguyên. Nắp về 1 trừ H2 thì còn bằng H9. Vậy là C4H9 R 2 tổng 3, 4, 5, 2, 1, 8 4 công ấy. 4 công ấy. Vậy suy ra C459 của mình ở có 4 tập phân năng nhanh hơn, mình sẽ viết viết ra đến trên, viết ra đến tiết tâm nhá. Tiếp tục ạ, bậc 2 ạ, để ý ạ. Vừa nãy mình có ghi bậc 2, chúng ta đọc ra R1 NH R2, chúng ta liên quan đúng chút một tí để viết cho ta gì N R1, R2, cái này là cấu trúc ạ. Cái này nhìn này thì nó như là cái kết quả đó. R1, R2, H là một chuỗi nhau, không thay đổi vị trí, không gặp bằng chất hơn. Thấy chưa? Nó không gặp bằng chất hơn. Hay nó cách khác là CH3NH C2H5 thì nó cũng chính là C2H5 NH CH3. Đấy chưa? Có nghĩa là đổi chuỗi nhau, không gặp bằng chất hơn. Yeah. Thế thì vậy thì điều này nó dẫn đến điều gì ạ? R1 và R2 phải đổi chỗ với nhau. Vậy ở đây mình sẽ có là R1 cộng R2 bằng mấy thử carbon? 4 carbon đúng không? Bởi vì mình chỉ xét số thử carbon thôi. Hino không ảnh hưởng đến đồng phân. 4. Chú ý trong đây định nghĩa của mình là cái gốc R là gốc hino carbon. Và nó là gốc hino carbon thì nó bắt buộc phải có gì ạ? Phải có carbon. Vậy R1 phải lớn hơn bằng 1 và R2 cũng phải lớn hơn bằng 1. Được không? Bây giờ 4 phân tích điện tổng các số hạng có 1. 1 cộng 3, 2 cộng 2. Không được 3 cộng 1 thì đổi chỗ với nhau không vấn đề. Chất cũng giờ là 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3, 4, 2. Không 1, 2 thì có mấy? 1. Dưới cộng trên nhân 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. 3 đồng phân amin bằng 2. Thế nào đây, tôi thử nhắc thêm 3 nhiêu đồng phân amin bằng 3. Mấy đồng phân amin bằng 3? 1, 7, 8.
Thế bây giờ các em nhìn tiếp ạ. Bậc 3 nó có dạng gì? R1, N, R2, R3. Nhưng mà bản chất thì nó cũng như cái kết quả R1, bản chất cấu trúc quốc gia ấy. Như kết quả trần R1, R2, R3 cấu trúc nhau tạo thành trường hợp. Vậy mình có R1 cộng R2 cộng R3 bằng 4. Vậy suy ra mình được 1 cộng 1 cộng 2. Cộng 1 2 thì chỉ có 1. Vậy chỉ có mấy đồng phân bằng 3? 1. Vậy suy ra tới đây thì có bao nhiêu? 4 cộng 3 cộng 1 là mấy? 8. Bạn đang thắc mắc gì hỏi đây? Không thắc mắc gì ra. Con chẳng thế nào được có không cộng hết. Thứ hai nữa là bây giờ khi mình giải của amin, mình phải tiến hóa lên chứ mình không phải làm chậm nữa. Đây là để giải chúng ta hiểu, đúng không? Thế bây giờ đứa nào mà nhìn nhanh ấy, ở trong đầu chạy luôn. Bậc 1 là tổng của mấy số hạng? Bậc 1 là tổng của một số hạng, đúng không? Vậy bây giờ thằng này quay được con amin thì bậc 1 thì mình chỉ xét là 5, 3, 5, 5, 8, đi vuông 8, 1. Bậc 2 thì tổng mấy số ạ? 2 số ạ? Vậy là gì ạ? Cộng có bằng 5. Vậy là bậc 2 nó sẽ là 1 cộng 4, 2 cộng 3. Không có 3 cộng 2, không có 4 cộng 1, không được đảm được lại. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 cộng 2, 4 cộng 4, 1 cộng 1, 2 cộng 1, 1 cộng 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2, 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân. A đi bậc 2. Bậc 3 thì là tổng số 3 số 2. Bậc 3 tổng 3 số 2 là 1 cộng 1 cộng 3, 2 cộng 2 cộng 1, đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 1, 1, 2, 1 x 1 x 2 bằng 2, 1, 1, 1, 1 x 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 bằng 3. Được chưa? 8 cộng 6 bằng 3. Thế thì khi mình giải cái bài này thì sau này hoàn toàn người ta thi người ta không hỏi xin lắm về 3N có bao nhiêu đồng phân amin. Người ta sẽ hỏi là có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1, bao nhiêu đồng phân amin bậc 2, có bao nhiêu đồng phân amin bậc 3. Tùy cơ chúng ta cũng đưa ra trong bài học. Nhắc ra là dễ không? Đúng không? Thế còn là những bạn mới học và chỗ nào cũng chẳng qua 5, 2, 4, 8, 6 thì xem video thì nó chưa hiểu. Hỏi gì? Duy là học đi lắm, đi nhớ giải để cho 3 bạn mới. Cái sai này, cái này, cái này và các bạn nhé. Ai còn hai bạn đứng này không? Hai bạn đứng này chưa hiểu thì làm không? Làm nữa. Năm nhỏ danh pháp. Năm nhỏ danh pháp. Amin nó có hai cái tên. Một là tên thành thế, tên bình thường đấy, tên tên nó cũng chi quát. Hai là tên công chức, cái tên công chức hay dùng nhiều hơn, nhưng mà cái tên thay thế ít dùng thôi, nhưng mà hay bình thường. Mình có học tên thành thế quan trọng là A nhỏ tên thay thế là tên là danh pháp bình quát này. Có quy tắc trong cái này, một từ có quy tắc, một từ bất quy tắc. Tên thầy thì bằng tên của hydro carbon tương ứng. Gạch ngang số chỉ vị trí đó hai. Gạch ngang amin. Thank you.
nó gọi là hydrocarbon thì lo, vậy là một carbon là lo là bê tan, đúng chưa? Tên nó là hai công trình số 9 của nó là metanamin. Nhớ rằng là đây là tên thế thứ tư, anh này là mấy carbon nè, e rồi e đúng không, lo anh không lo của nó này e tan amin, em sẽ rất ít thấy cái tên này xuất hiện. Mấy con mẹ em phải đúng không, mẹ em phải là gì, pro pro ban mấy năm đi, đây là đánh số, đánh số từ vị trí nhau đó là hai, một hai ba, vậy là mấy ạ, một năm bên dưới nó sẽ là gì ạ, vẫn mẹ em phải đánh số từ đây đến số đều từ đây đến nhau mấy ạ, pro ban hai là gì. Học cái tên để viết nó là như thế này, chứ chẳng ai mang cái gọi này cho bài thi. Và người ta gọi cho bài thi, người ta sẽ gọi đây là gốc chữ. Vậy là khi người ta học được hoặc tên gốc chữ. Người ta đi câu hỏi tên. Một câu hỏi tên chính thức. Còn lại dĩ nhiên những cái bài nó cho tên thì phải biết tên. Thế làm bài tập chứ. Đúng không? Tên gốc chứ. Thì bằng tên gốc. Cách tên chứ. Đây chỗ này thì có một cái mẹo dành cho chúng ta. Tên gốc chứ có dấu cách. Tên này thế có dấu cách. Tên không, tên này thế là biết điểm. Và có dấu cách. Một vài cái không có dấu cách. Biết điểm. Biết điểm. Không dấu cách. Tên này thế có dấu cách. Được chưa? Ví dụ là anh này. Chức no, chức ami. Gốc này là gốc gì ạ? Gốc nha, gốc này gốc no. Metin. Đấy, để ra đó. Metin là gì? Anh này. Etin là gì? Anh này. Gì? Propinamin. Đúng rồi, isopropinamin. Còn được gọi từ cái tên khác. Nếu là 2 này thì các con bằng mấy? Carbon này bằng mấy? Carbon này bằng mấy? Nếu là 2 thì các con bằng 2 thì các con gọi là set propin amin. Set protein amin có nghĩa là nó là hai tính là đâu bằng này. Thì cái tên để ít gọi nữa sẽ cho biết trong cái đề có gọi là đấy cho biết tiếp vào gọi tên tiếp vào ngay gọi tên cho nhéo miệng luôn xem còn nhớ này hoàn toàn không. Thank you.
giờ em nhìn nha, giờ mình chỉ lấy ví dụ này thôi cho em nhớ. C bọn này đều đi từ C6H6 đúng không? C6H6 mà thành C6H5 nó phải cắt đi một cái gì đó đấy, cho phải gọi là cắt đi là phê hơn hay là tắt vào phê hơn? Cắt vào là em thử cắt đi. Đó, không nhất là con trai cắt mình muốn vào học con võ này phải tự cung đấy, cắt được xem tận ra cắt rất phê đúng không? Đấy, thằng này bảo phê đi. Và đi. Đấy, cái thứ nó cắt đi là phải phê. Không tin cắt thử biết. Biết nhở? Em về xem lệnh bổ sung đi nhá. Nào. Thôi, từ từ này để sau, còn này trước. Thái tên là mê tin, thái là mê tin. Thì đó là gì? Đi mê tin. Amin. Thế này ạ. 1, 2, 3, diệp. Free. Mê tin. Amin. Đó này. M, E thẳng trước. Thẳng cái. E, E tin. Mê tin. Amin. Đấy thằng này. Mong phải biết thằng này cho ta nhìn. Thằng này có mấy cái bọn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhớ thằng này nhá, thằng này hay đi ạ. Một con đô, hai là đi, ba là đi, sáu là hét xa, cái gì xích? Hét xa. Hai thằng CF2 nối đôi nhau thì gọi là gì ạ? Ê tí lẹ. Đúng không? Lên thằng này lên đi em. Vậy một thằng này sẽ là gì? Bê tí lẹ. Đấy chưa ạ? Hai thằng giới nối đôi nhau thì là ê tí lẹ đúng không? Thì một thằng đấy đi thằng phê. Cái vòng cắt đi thôi em. Chỗ này em có vòng ấy. Thì em cắt đi thôi phê thế này không có vòng. Đấy chưa ạ? Ồ, hét xa. Metilen mấy nhóm ra đây, mấy nhóm ra đây, vậy đó là gì? Đi, đi gì ạ? Amin, nhớ nha. Hexa metilen thì amin. Thực ra cái bọn amin chỉ có mỗi một thằng có 6 con bọn.